Tí to. Kệ đó đi. Nó làm gì vậy ta? Hai đứa không đánh nhau. Ai vậy chị? Cái thằng cao bò chân cừu. Thằng Nguồn tao nói với mày đó. Mê là phải không? Nhưng mà cậu ta đâu phải dành cho mình. Nè, không có gì là không thể hết á. Cậu ta cũng chỉ là anh chàng phi công đẹp trai thôi mà. Má ơi, ba tôi giúp má nè. Đầm năm mơ là mơ thờ nội mơ. Cái cha Tư làm gì vậy? Hà. Để em. Mày nhận ba giờ hả? Ba tao nhận tao đấy. Mấy anh tới làm gì vậy? Muốn cái gì thì cũng phải hỏi ý chị em tôi trước chứ. Hai cha con nó qua rước còn đủ. Rước đi đâu? Hả? Rước đi đâu? Mấy anh bao nhiêu tuổi rồi? Coi cái chuyện trăm năm như trò đùa vậy đó hả? Người ta cười vô mặt cho đó. Của nó ai đùa? Tôi rước cô ấy chứ tôi rước cô à? Tôi yêu cô ấy. Yêu? Yêu mày như thế này đó hả? Tôi đã bắt đầu yêu và bắt đầu ân hận. Tôi ân hận vì đã đánh mất một con người tự do. Cô ấy yêu tự do và không bao giờ biết sợ hãi. Ngày đó tôi cứ tưởng người đó là một kẻ hoang dã, một kẻ buồn tạ, một kẻ dễ dãi. Trời ơi, Nhớ ơi, sao lại đi trao thân cho thằng khốn nạn này? Có thể mất tất cả nhưng sẽ không bao giờ mất em. Cô ấy sẽ là của tao. Đời không có đơn giản như mày nghĩ đâu. Anh có biết là tôi đã đánh đổi bao nhiêu thời gian để có được sự bình yên hay không? Bà sợ thiệt. May là mình không lấy vợ. Làm người phải ngẩng cao đầu, không sợ hãi. Bao giờ thì anh mới dừng lại? Tôi không muốn làm kẻ đồng lõa.